chưa có bao giờ đẹp như hôm nay, non nước mây trời lòng ta mê say. Em chào các cụ ông, em chào các cụ bà, em chào từ người già đến các cháu thiếu nhi. Tên em là Lò Văn Thông, chồng của bà Bành Thị Thoáng. Mà sáng ra mụ vợ em đã đi đâu mất rồi. Thoáng ơi, bà Thoáng ơi, không biết đi buôn dưa lê bán dưa chuột ở đâu. Bà Thoáng ơi, tôi đây, tôi đây. Mình gọi gì tôi đây? Không ở nhà, nấu cho tôi bát mì tôm. À, nhớ cho thêm 2 quả trứng vào nhé. Trời ơi, ông muốn ăn ấy thì ông đi mà nấu. Nhà còn một núi việc, mở mắt ra phải đi chảy bưởi đây này. Bây giờ ấy, tôi đi ra chợ tôi bán bưởi. Mà ở nhà nhá, ông nấu cơm đúng giờ nhá. Mỗi cái cắm cái nồi cơm, luộc tí rau mà ngày nào bà cũng phải nhắc. Có mỗi cái việc cắm nồi cơm và luộc tí rau là thế nào? Thế hôm qua ông quên tôi dặn gì đấy à? Hôm nay ấy, là tôi thích ăn món lòng xào dưa. Món lòng xào dưa thì tôi còn làm được. Chứ món cá lấu chua thì tôi chịu. Bà muốn ăn thì đi mà làm, tôi chịu thôi. Là chịu thế nào? Ông không biết thì ông phải học. Cái thời buổi năm chống không hiện đại ra đấy, yêu tút là ấm ấm ra đấy. Ông không biết thì ông mở ra mà học. Thế thôi mà. Bà Thoáng ơi, đi chợ chưa? Chờ tôi tí. Đúng là biết thế, ngày xưa mình lấy cái cổ hương. Biết thế cái gì đây? Nói nó xem nào. Ái, già. Biết thế ngày xưa yêu cái cô hương giáo viên mầm non cơ. Nó lùn một tí, da nó đen một tí, răng nó vỡ môi nó chè một tí. Nhưng mà nó không cái cho gì. Rồi. Thôi, tôi xin bà đi. Thôi, tôi xin bà. Bà đi chợ kẻo chưa? Bà Thoáng ơi, đi chợ thôi, làm gì lâu thế? Tôi đi đây. Biết thế ngày xưa tôi lấy cái cô hương mầm non hơi đen một tí, hơi xấu một tí, nhưng được cái ngoan các bạn, không tình đá cá cầy như bà Thoáng nhà tôi đâu các bác ạ. Bác Thông ơi, bác có nhà không? Tôi có, mời các cô vào nhà. Mời các cô ngồi. Xin chào bác Thông nhé. Chào bác Thông. Vâng, chào cô Đường trưởng thôn, chào cô Hè phụ nữ. Mời các cô uống nước. Vâng. Hôm nay có việc gì mà rồng lại đến nhà tôm thế này? Vâng, cũng có chút việc chúng tôi muốn đến trao đổi với hai bác ạ. Vâng, các cô cứ nói, tôi nghe đấy. Vâng, thưa bác, chả là ngày mai Ủy ban Nhân dân xã ta có mở cuộc họp dân về việc mở rộng con đường làng để bà con đi lại cho rộng rãi và hạn chế tai nạn giao thông bác ạ. Được thế thì tốt quá, còn gì bằng. Vâng, nhưng mà nếu muốn làm được điều này thì cần sự ủng hộ của bà con và đồng lòng thì mới làm được bác ạ. Vâng, thế thì gia đình nhà tôi đồng thuận ngay. Bác Thông ạ, sau khi chúng tôi nắm bắt được tình hình thì được biết trên mảnh ruộng nhà bác mới được trồng cây ăn quả mà chủ trương hiến đất làm đường là không có đền bù đất và cây trồng trên đất. Nên việc trồng cây như vậy đã gây khó khăn cho việc vận động hiến đất làm đường bác ạ. Ồ sao vậy? Nhà tôi làm gì có trồng trọt gì đâu. Các cô có nhầm với nhà ai không? Thế có phải mảnh ruộng nhà mình gần vườn nhà ông Tường phải không bác? Đúng rồi, ruộng nhà tôi ngay cạnh nhà ông Tường đấy. Vậy thì đúng rồi, qua phản ảnh của bà con thì những hàng cây ăn quả vừa mới trồng cách đây mới được 3 ngày nay thôi mà bác. Sao lại vậy? Để tôi gọi điện cho bà Thoáng nhà tôi. Chết cái điện thoại đâu. Alo, bà Thoáng à? Tôi đây, có chuyện gì vậy ông? Bà có biết ai trồng cây ăn quả trên mảnh đất nhà mình không? Tôi chứ ai. Trời, sao bà lại làm vậy? Ông Thông ơi, nhà mình sắp giàu, giàu to rồi ông ạ. Giàu là giàu thế nào, nhà mình buôn to cũng không, bán lớn cũng không, bà lại bảo giàu có mà đi ăn cướp. Tôi đang hỏi bà cái việc trồng cây trên mảnh đất
nhà mình cơ mà. Ồ hay, ông cứ suốt ngày quanh quẩn trong nhà nên ông không biết. Chứ xã mình vừa có chủ trương mở rộng con đường làng, mà con đường này nó lại chạy qua thửa ruộng của nhà mình ông ạ. Thì chạy qua thì sao? Tôi đang hỏi bà cái việc trồng cây trên mảnh đất nhà mình. Bà trồng và không bàn bạc gì với tôi. Ý giời, bán bạc với ông có mà hỏng việc. Sắp tới họ lấy đất mở đường, mình sẽ được đền bù. Mua một đền gấp 20 đến 30 lần. Lúc đấy nhá, ông đừng có la lên vì nhiều tiền. Bà có mơ không? Bà mơ thì nên dừng mà hái quả mơ. Làm gì có chuyện đền bù đền biết gì. Đây các cô trưởng thôn đang ở nhà mình đây này. Tôi đang hỏi bà việc trồng cây trên đất nhà mình cơ mà. Không có chuyện đấy đâu nhá. Tôi quyết không nghe. Tôi chỉ biết rằng đất của tôi không hiến. Ai mà động đến đất của tôi là không được đâu. Mà thôi, ông cứ bảo trưởng thôn rồi đấy. Tôi về ngay đây. Vâng, các cô ngồi chơi. Bà thoáng nhà tôi về ngay bây giờ. Cái vâng, chuyện này tôi cũng không được biết. Mong các cô thông cảm. Vâng. Mời các cô. Điện thoại đâu? Chào trưởng thôn với chị phụ nữ nhá. Chào cán bộ. Chào hai bác ạ. Tôi nói thôn cho trưởng thôn biết nhá. Đất nhà tôi ấy có lô có số rõ ràng. Tôi thích làm gì, trồng gì cho đất của tôi thì là quyền của tôi. Thế à cớ gì hai chị đến làm việc với ông mà chính là tôi thế này? Đúng rồi đấy, ruộng của nhà chị ấy, chị ấy thích trồng cây gì trồng lúc nào là việc của chị ấy. Cớ sao thôn với xã cứ phải cấm là thế nào? Tôi cũng nói luôn nhá, không có hiến có hết gì đâu nhá. Muốn lấy đất ý thì phải đền bù, đền cả đất lẫn cây trồng trên đất, chứ không có chuyện tình cho không nếu không thì ai đâu nhá. Hiến là hiến thế nào chị nhỉ? Chí phải. Ừ, nhà cái chị này hay nhỉ. Việc của nhà chị đâu mà chị cứ xía mũi vào kích động vợ tôi thế nào thế nào? Ghém thì tôi thấy chướng tai gai mắt thì tôi nói thôi chứ cứ tôi thèm và xí. Bác nói cũng đúng một phần. Tuy nhiên, chủ trương hiến đất làm đường cho chính bà con ta đi đã được thảo luận rất nhiều lần. Cũng có thể bác chưa hiểu nên đã có những việc làm chưa đúng. Thế chị biết gì mà chị bảo tôi chưa đúng? Các bác cứ bình tĩnh nghe tôi giải thích. Để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ quan tâm chú trọng về việc mở rộng tuyến đường làng để đường thông hè thoáng, để bà con dân cư đi lại dễ dàng và đồng thời đem lại cảnh quan khu dân cư và đồng đem lại công trình mới và phát triển kinh tế mới ạ. Chính vì vậy, hôm nay chúng tôi đến đây vận động hai bác hiến đất làm đường. Các bác sẽ được lợi, nơi mình sinh sống thoáng đãng, không tránh được tai nạn giao thông. Đúng rồi, hôm vừa rồi tôi cũng được nghe đài truyền thanh của xã cũng nói con em thôn nhà là đi làm ăn xa, gửi tiền về công đức làm mở rộng con đường và trồng cây xanh bóng mát, thật là tuyệt vời đấy. Các ông các bà cứ thử nghĩ mà xem, để có một con đường làng vừa to vừa đẹp lại vừa rộng và để các cháu học sinh đi học về đến đây và bà con đi lại hạn chế tai nạn giao thông các bác ạ. Trời ơi, ai gọi thế này không biết. Alo, con yêu của mẹ. Alo mẹ, con bị ngã xe ở đoạn ruộng nhà mình. Ôi trời ơi, con bị ngã xe à? Thế con bị, con làm sao không con? Con chỉ không đi được xe về thôi, chứ con không làm sao. Ui thế cái đứa đông con nó còn ở đấy không con? Mà con nhớ giữ lại để con bắt đèn con nhá. Không, họ đi rồi mẹ, là ra đoạn đường nhỏ quá, con không tránh kịp nên đâm vào họ. Họ cũng không bắt đèn con mà họ đi rồi. Bây giờ mẹ bảo bố ra mang xe về giúp con. Ô, bố mẹ ra ngay đây. Trời ơi, ông ơi, con mình nó bị tai nạn rồi này. Con nó bị ở đâu? Nó lại bị ở ngay cái con đường hẹp của thửa ruộng nhà mình mới đâu chứ. Thế con nó có làm sao không? May quá, nó lại không sao, nhưng mà xe hỏng hết rồi. Thôi bây giờ ông ra xe hỏng con về nhá. Thế không, con không làm sao, thế là mừng rồi. Thế may các quá, cô ở đây chơi. May tôi không chào sao. Các bác, tôi ra đón cháu về. Vâng, không sao là tốt rồi. Không ngại. Thưa trưởng thôn với chị phụ nữ, bây giờ tôi đã thông rồi. Thông gì hả chị? Là thông hiến đất mở đường, hiến bao nhiêu cũng được, hiến rộng ra một xíu để cho chị em phụ nữ trồng hoa.
Ôi thế thì thật tuyệt vời, thôn xã ta sắp đổi mới rồi. Vậy thì 8 giờ sáng mai mời hai bác lên Ủy ban Nhân dân xã để họp ạ. Tôi nhất trí. Đứng cân vào chị ơi. Cân đây. Hai bạn nhé. Mời bạn đến Trung Hưng quê tôi, tình làng nghĩa xóm thiết tha mặn lòng. Về quê tôi thăm đất Trung Đạo, nay đã đổi mới đường làng thênh thang. Thôn tôi vui vì nhiều đổi thay, luôn có mỗi ngày để thôn Trung Đạo càng ngày đẹp hơn. Tiến hết mở đường cho làng quê kiểu mẫu.